Trong Resident Evil 4 có một cơ chế game rất thú vị. Bên cạnh những trường đoạn chiến đấu sinh tồn đầy cam go và căng thẳng, thì mỗi khi người chơi mở hòm đồ ra, họ sẽ phải đối mặt với thứ này. Giữa một hành trình của sự sống và cái chết, gần như bất cứ vật dụng nào cũng có thể hữu ích ở một thời điểm nào đó. Chính vì thế, chúng ta sẽ luôn có xu hướng lượm lặt và tích trữ mọi thứ để phòng trường hợp bất trắc xảy ra. Nhưng đối với kho đồ có giới hạn của Resident Evil, người chơi phải đối diện với một vấn đề mới. Họ không thể giữ lại tất cả những thứ họ nhặt trên đường được. Súng có vẻ là vũ khí tốt để sinh tồn đấy, nhưng mà bạn cũng phải cân nhắc để thừa chỗ để đạn dược, thuốc men và cả đồ ăn nữa. Xuyên suốt quá trình chơi, bạn sẽ liên tục phải đưa ra những lựa chọn, những tính toán xem thứ gì mới là quan trọng trong chặng đường phía trước và thứ gì thì không. Có thể nói, cơ chế quản lý kho đồ của Re4 đã góp một phần không nhỏ giúp trải nghiệm sinh tồn của game sống động và thực tế hơn. Đồng thời bản thân nó cũng trở thành một mini game giải đố, nơi người chơi phải biết sắp xếp để làm sao tận dụng được tối đa mọi ngóc ngách của kho đồ. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta áp dụng cơ chế sắp xếp này trong một tựa game khác? Một tựa game luôn đòi hỏi bạn phải sở hữu nhiều vật phẩm và vũ khí nhất có thể, ví dụ như thể loại Bullet Heaven, Reverse Bullet Hell chẳng hạn. Sẽ thế nào nếu người chơi Vampire Survivors phải loay hoay lựa chọn giữa vũ khí này và bỏ vũ khí kia, thay vì chỉ nhận chúng như một nâng cấp bình thường? Khi đó, chúng ta có God of Weapons, một tựa game được tạo ra bởi studio đến từ Việt Nam, Archmage Labs. Người chiến binh vô danh đang chậm rãi bước tới từ một nơi xa xôi, hướng thẳng tới tòa tháp phía xa xa. Anh ta mang theo một chiếc túi chất đầy trang bị linh kinh, một hình ảnh thật hiếm thấy nhưng lại rất phù hợp với danh xưng God of Weapons, vị thần vũ khí. Sự thiếu vắng lời giới thiệu và sự đơn giản trong giao diện mở đầu của trò chơi phần nào gợi nhắc ta về quy mô nhỏ bé của đội ngũ phát triển, nhưng đồng thời cũng cho phép chúng ta tiếp cận nhanh hơn với gameplay của trò chơi. Bạn sẽ khởi động với một trong ba nhân vật là The Knight, The Barbarian và The Raven, tương ứng với ba lớp nhân vật cơ bản trong đa số các tựa game nhập vai lấy bối cảnh trung cổ. Mỗi nhân vật lại có ba chức nghiệp khác nhau, mỗi chức nghiệp lại sở hữu một số kỹ năng nội tại riêng biệt và chỉ có thể mở khóa nếu người chơi đạt được một thành tựu nhất định qua các lần chơi. Và quả đúng như tựa đề, God of Weapons là sự kết hợp thú vị giữa gameplay Bullet Heaven mới nổi trong khoảng một năm trở lại đây, cùng với cơ chế quản lý kho đồ gần giống như Resident Evil 4. Người chơi có hai hoạt động chính, tương ứng với hai giai đoạn chiến đấu và nghỉ ngơi diễn ra luân phiên nhau. Trong giai đoạn chiến đấu, bạn sẽ phải lần lượt vượt qua 20 tầng tháp, mỗi tầng tháp kéo dài trong vòng khoảng 1 phút với những đợt quái liên tục xuất hiện trong khu vực màn chơi và tấn công về phía bạn. Nhiệm vụ của bạn là phải sống sót qua khoảng thời gian đó với những vũ khí và vật phẩm đang sở hữu trong kho đồ. Chúng sẽ tự động tấn công kẻ địch khi đủ tầm đánh và với mỗi vũ khí sẽ có hiệu ứng đòn đánh cũng như thời gian hồi chiếu khác nhau. Tiêu diệt được càng nhiều kẻ địch, bạn càng được thưởng nhiều tiền và kinh nghiệm. Hai loại tài nguyên quan trọng sẽ ảnh hưởng tới giai đoạn tiếp theo của game. Giai đoạn nghỉ của game có lẽ là giai đoạn tiêu tốn nhiều thời gian nhất trong mỗi lần chơi của God of Weapons, bởi đây là lúc bạn cân nhắc sử dụng các tài nguyên sao cho hợp lý nhất có thể. Bạn khởi động với một hòm đồ được chia thành các ô vật phẩm như thế này. Với mỗi cấp độ đạt được thông qua chiến đấu, bạn sẽ được thưởng hai ô vật phẩm. Ô vật phẩm mới này buộc phải liên kề với các ô đã sở hữu trước đó và bạn phải chọn trong số những vị trí ngẫu nhiên mà game cho phép. Tiền tệ trong game được dùng để mua những trang bị cũng xuất hiện một cách ngẫu nhiên trong cửa hàng, bao gồm vũ khí, giáp và các món đồ hỗ trợ chỉ số. Nhìn chung, các trang bị này có 4 độ hiếm được phân cấp từ thấp tới cao. Đồ càng hiếm, tỷ lệ xuất hiện càng thấp và có chịu ảnh hưởng từ chỉ số may mắn của người chơi. Bạn có thể trả thêm tiền làm mới cửa hàng để tìm kiếm đồ hiếm, nhưng sau mỗi lần làm mới, chi phí sẽ càng tăng lên. Mỗi trang bị, vật phẩm lại chiếm một số lượng ô đồ không giống nhau và đây là lúc mà chúng ta đi giải bài toán xếp hình, làm sao để tối ưu diện tích kho đồ. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở việc chọn và mua những vũ khí, trang bị tốt nhất rồi sắp xếp chúng sao cho vừa khít các ô đồ, God of Weapons còn có một cơ chế đặc biệt khác, khiến việc quản lý kho đồ của bạn trở nên thử thách và đòi hỏi nhiều chất xám hơn. Mỗi vũ khí trong game, ngoài các chỉ số cơ bản giống như bao tựa game khác, thì chúng còn có một dòng sức mạnh đặc biệt. Và đa số các vũ khí của God of Weapons đều có sức mạnh đặc biệt ra cộng hưởng khi chúng làm liên kề với một đồ vật nào đó, chúng sẽ được gia tăng sát thương hoặc chỉ số. Lấy ví dụ với chiếc dao găm này, hiệu ứng của nó là tăng sát thương theo mỗi con dao nằm liền kề, tức là bạn nên xếp làm sao để tối ưu khả năng tiếp xúc của những con dao này với nhau. Bạn có thể xếp như thế này, hoặc là như thế này, tùy thuộc vào khả năng sáng tạo và sắp xếp của bạn. Đó có thể là những vũ khí cùng loại nằm cạnh nhau, hoặc vũ khí cùng dòng hiệu ứng, hoặc thậm chí là vũ khí nằm cạnh giáp trụ. Sự đa dạng về kiểu dạng cộng hưởng sẽ làm phong phú hơn số lượng các lối chơi mà bạn có thể đi theo. Nhưng trên hết, đó vẫn là bài toán xếp hình. Bạn vẫn có quyền gỡ tạm một món đồ ra ngoài để tiện việc sắp xếp các món đồ còn lại và cũng không có giới hạn thời gian nào cho giai đoạn này cả. Nhưng nếu đến cuối cùng bạn vẫn không thể đặt khít những món đồ, thì cái giá phải trả sẽ là sự ra đi vĩnh viễn của món đồ đó.
Có thể nói, God of Weapons đã biến giai đoạn nghỉ ngơi giữa các màn chiến đấu thành một màn giải đố xếp hình thú vị, vừa thư giãn lại vừa thử thách, với những thành phần vừa mang tính ngẫu nhiên, vừa phụ thuộc vào lựa chọn của người chơi, một sự cân bằng hoàn hảo của trật tự và hỗn loạn, của roguelike và choice matters. Ở giai đoạn về sau của game, khi bạn đã làm quen được với cách game hoạt động và các quy luật cốt lõi, God of Weapons sẽ tiếp tục giới thiệu với bạn những cơ chế bổ sung để làm tăng tính chơi lại. Đó có thể là hệ thống phần thưởng mới với chìa khóa và đá hiếm, cho phép bạn rèn thêm những vũ khí mới, bổ sung thêm vào bể vũ khí ngẫu nhiên của cửa hàng, hoặc đầu tư nâng cấp các chỉ số vĩnh viễn của nhân vật. Đó cũng có thể là độ khó mới cùng những nhân vật mới với các chức nghiệp mới, đa dạng hơn, tạo ra nhiều phong cách chơi lạ lẫm hơn để bạn trải nghiệm. Nhìn chung, thiết kế của God of Weapons vẫn có một số điểm chưa hoàn hảo, nhưng vẫn đủ sức thu hút những game thủ đang muốn có một trải nghiệm Bullet Heaven khác biệt so với những tựa game đã ra mắt trước đó. Những đánh giá tích cực trên Steam là minh chứng rõ rệt nhất cho sự thành công của nhà phát triển game Việt Nam Archmage Labs, và phe game chúng mình đã có cơ hội được trò chuyện cùng Archmage để cùng tìm hiểu thêm về những câu chuyện thú vị đằng sau những sản phẩm của studio này. Trên thực tế, God of Weapons không phải là dự án đầu tiên của Archmage. Studio này khởi đầu từ hai chàng sinh viên đại học Bách Khoa, cả hai đều từng làm cho các công ty công nghệ lớn tại Mỹ, nhưng vì đam mê cháy bỏng với video games nên đến năm 2021, họ đã cùng nhau thành lập một studio làm game. God of Weapons đã được nhiều KOL nổi tiếng của thế giới như Lyric, Soda Poppin, Admiral Baru, các YouTuber nổi tiếng của Nhật và được featured trên tạp chí nổi tiếng PC Gamer. Archmage còn ký kết hợp tác với Smallgate, phát hành độc quyền phiên bản tiếng Hàn và cũng đang giành được sự ủng hộ của cộng đồng gamer Hàn Quốc. Trong tương lai gần, studio sẽ tiếp tục hoàn thiện và phát triển game God of Weapons với các dự án như đưa God of Weapons lên các hệ thống console như Switch, PlayStation, Xbox, Mobile và dự án làm thêm DLC cho God of Weapons. Chia sẻ về định hướng phát triển game trong hiện tại và tương lai, Archmage Studio cho biết họ không bó mình trong một thể loại game cụ thể nào cả. Thay vào đó, họ đang nhắm tới nhiều thể loại game khác nhau như game giả lập, roguelike, game thẻ bài, chiến thuật thời gian thực, game theo lượt và cả RPG nữa. Chúng tôi muốn đem lại những trải nghiệm chơi game mới mẻ, sáng tạo, cuốn hút và chất lượng. Vì thế game của chúng tôi luôn được đầu tư kỹ lưỡng về mọi mặt, từ cốt truyện, thiết kế game, thiết kế nhân vật, đồ họa, animation, âm thanh, hiệu ứng hình ảnh, UI. Qua những dự án của mình, chúng tôi muốn phát triển văn hóa làm game PC tại Việt Nam. Chúng tôi muốn đoàn kết, tập hợp những người có tài năng và đam mê lại để tạo ra các sản phẩm ngày càng có chất lượng hơn, có quy mô lớn hơn và hy vọng một ngày nào đó có thể trở thành một studio có tên tuổi trên thế giới. Archmage Games chia sẻ, làm game PC chất lượng cao như định hướng của Archmage là một việc có tính thử thách cao, vì thế Archmage Games luôn tìm kiếm và chào đón những người bạn đồng hành có trình độ, có đam mê và có cùng chí hướng. Mỗi tựa game thành công của Archmage Games chính là kết tinh của sự tâm huyết, nỗ lực của mọi thành viên trong studio. Chúng tôi coi thử thách là cơ hội để rèn luyện và phát triển để nâng cao trình độ và vươn tới những mục tiêu cao hơn. Để thực hiện hóa điều đó, Archmage Games cũng đã tìm kiếm thêm những người đồng đội mới có cùng chí hướng để đồng hành cùng họ trong những năm tới. Hiện studio đang tuyển dụng cho vị trí Senior Unity Developer với đãi ngộ 1 tỷ đồng một năm và vị trí Expert Unity Developer với mức đãi ngộ lên tới 1,5 tỷ đồng một năm, đi kèm với một khoản chia sẻ doanh thu dành cho những ứng viên xuất sắc và đam mê với ngành game. Vì vậy, nếu các bạn quan tâm và muốn góp sức mình cho Archmage Games, hãy tham gia ứng tuyển theo đường link chúng mình để bên dưới phần mô tả của video nhé. Và đó cũng là phần kết cho video ngày hôm nay của Phê Game về God of Weapons và Archmage Studio. Còn các bạn đã thử chơi tựa game này chưa? Và đánh giá của các bạn ra sao? Hãy cùng chia sẻ ý kiến bên dưới phần bình luận. Và đừng quên like, share cũng như subscribe cho Phê Game để đón xem những video mới nhất từ chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!